Giang hồ Đất Cảng Nam Tiến kỳ số 5. Trong những năm qua đã hình thành một phong trào nam tiến của giang hồ Đất Cảng vào Sài Thành. Tuy nhiên, theo Trung tá S, một lãnh đạo công an Hải Phòng như là chúng tôi đã giới thiệu, người đã có 20 năm lăn lộn với tội phạm giao kiếm khẳng định rằng chuyện nam tiến của giang hồ Đất Cảng chẳng có quy luật gì cả. Đơn giản là tại Hải Phòng chúng bị dùng đuổi, tự thấy khó ở thì đi chỗ khác, tìm không gian mới mà thôi. Dù vậy, chúng không hề biết rằng dù đi đến đâu thì chúng vẫn nằm trong tầm ngắm của công an. Công an Hải Phòng vẫn thường cử nhiều cán bộ vào các tỉnh phía Nam phối hợp với công an tỉnh bạn truy quét tội phạm thì Đất Cảng trốn chạy vào đó. Khốc liệt tranh giành lãnh địa. Theo phân tích của Trung tá S, sự manh động tàn bạo của các nhóm tội phạm mới nổi của Hải Phòng đã khiến cho nhiều người dân đương thiện khiếp sợ khi bị truy quét mạnh, chúng giặt vào các tỉnh phía Nam, nhất là Sài Gòn. Thế nhưng những bậc đàn anh có số má trong giới giang hồ Đất Cảng như là Dung Hà và đám đệ tử của thị còn bị bắt, bị chết, bị tứ tán khắp nơi hoặc quay về quê cũ thì nhóm tội phạm mới nổi này không thể đủ trình để trụ lại đất Sài Thành, vốn dĩ nhiều tiền bối giang hồ đã từng ghi dấu ấn thành bại. Nguyễn Văn Hùng, tức là Hùng Trắng, mới hơn 30 tuổi nhưng đã có gần 15 năm gắn bó với giới giang hồ giao kiếm. Khi chập chững vào đời, hơn 10 tuổi thì Hùng Trắng đã giặt vòm để tìm kiếm tương lai. Thấy các bậc đàn anh như Lựu Phở, Dũng Tình, Huy Lắc v.v. lên xuống xe ô tô đời mới, có người mở cửa, che ô đưa đón. Hùng bắt đầu thích giới giang hồ. Cái tên Hùng Trắng xuất hiện với hai lý do. Ngày nhập hội, có hai người tên Hùng nên hắn thành Hùng Trắng để dễ phân biệt. Nhưng với bản tích lì lợm, tính chấp nhận va chạm nên là cái biệt danh này mới có tên có tuổi trong đám giang hồ. Hùng Trắng kết hợp với Long Tuyết đã tạo thành một nhóm lấy nhà nghỉ làm đài bản doanh, chuyên nhận hợp đồng đòi nợ thuê, giết người. Không cần biết nạn nhân của mình là người tốt, người xấu, cứ có kẻ thuê là chém, là giết. Hùng Trắng tuần tuyên bố với đàn em làm vài vụ lớn, lấy tiền mua đất làm nhà để xây đài bản doanh cho anh em trong bang ở. Tụ tập chứ cứ ở mãi nhà nghỉ khách sạn như thế này thì lộ hết. Cuối năm 2006, phi vụ cuối cùng trước khi nam tiến, Hùng nhận hợp đồng đòi tiền, nếu không được thì giết đối với một chủ doanh nghiệp. Hắn đã lên kế hoạch cho đệ tử thực hiện, nhưng nạn nhân báo công an để bị bắt. Nhưng Hùng Trắng nhanh chân cùng một số lâu la khác là Nguyễn Văn Danh, Đinh Xuân Sơn, Đỗ Xuân Kiên, Lê Trọng Nam cùng một bầu đoàn thê thiếp trốn vào Sài Thành. Biết rằng ở đất mới lại có quá nhiều cái miệng ăn bám, Hùng Trắng hiểu muốn tồn tại được thì phải bành trướng thế lực, tranh giành lãnh địa hoạt động. Đầu năm 2007 thì hắn tập hợp thêm một số giang hồ Đất Cảng, sống vất vưởng nhỏ lẻ ở Sài Thành, vào băng của mình rồi lên kế hoạch phạm tội ở khu vực ngoại thành là quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi và Thủ Đức, chuyên đòi nợ thuê, bảo kê các quán cà phê, nhà hàng. Với những cái tên nghe đến đã khiếp như là Kiên Con, Hùng Lát, Hùng Con, Sơn Bò, Tâm Chọc, Tuấn Ô Tô, Vinh Con v.v. Thành tích giao kiếm và ma túy đầy người không chỉ làm cho nhiều người dân lương thiện ở khu vực ngoại ô Sài Thành kinh sợ mà một số băng nhóm lẻ cũng e ngại. Một trong những vụ khá nổi tiếng của Hùng Trắng ở đất Sài Thành đó chính là hợp đồng đòi nợ thuê 5,4 tỷ đồng với tỷ lệ ăn chia là 40-60 diễn ra vào tháng 6 năm 2010. Nạn nhân là một chủ doanh nghiệp nhỏ đã vỡ nợ. Hùng đã sai đàn em dùng nhiều thủ đoạn như là bắt cóc, tra tấn với những ngón nghề chuyên nghiệp của dân giang hồ chuyên đòi nợ thuê để ép trả nợ. Nhưng là người đàn ông đã phá sản này không thể chạy vậy được tiền để trả. Thời hạn đòi nợ đã vượt quá hợp đồng cả tuần, Hùng Trắng vẫn không đòi được tiền. Một băng đòi nợ thuê khác mới nổi ở nội thành đã gọi điện cho Hùng để đề nghị đưa ủy quyền đòi nợ để đòi. Cùng với lời đề nghị đó thì trùm của băng này là tên Nhất Đen đã tặng Hùng Trắng rất nhiều lời lẽ khó nghe mà theo Hùng đã động đến lòng tự trọng của giang hồ Đất Cảng. Một cuộc hỗn chiến đã diễn ra và cuối cùng băng của Nhất Đen phải xin thua vì lực lượng của Hùng Trắng nhiều tay giao búa quá chuyên nghiệp. Hùng tha tội cho quân của Nhất Đen với điều kiện cả nhóm đó phải quay về dưới trướng của Hùng, chịu sự sai bạo của hắn. Không chịu được cảnh giang hồ tìm nhốt đánh đập tra tấn, ông chủ doanh nghiệp vỡ nợ, xin được về để lo tiền trả. Hùng đồng ý tha người vì sợ ông này đã đến cơ quan điều tra bộ công an trình báo băng của Hùng Trắng bị công an truy bắt, khám xét người, nơi ở của các đối tượng băng Hùng Trắng, công an thu một khẩu súng ngắn, 7 viên đạn, rồi điện, bình hít ma túy v.v. Luôn phát huy sở trường đòi nợ thuê. Cuối tháng 8 năm 2010 thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt Vũ Văn Bình, tự là Bình Nghiện 34 tuổi, giang hồ Hải Phòng chính gốc để điều tra về hành vi giết người. Theo hồ sơ của cơ quan công an, Bình là đại ca giang hồ có số chuyên bảo kê các nhà hàng khách sạn, các doanh nghiệp tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh để tranh giành địa bàn làm ăn. Bình Nghiện huy động gần 20 đàn em, chuẩn bị mã tấu, dao tiếp sắt, khống chế 3 chiếc taxi, ép tài xế chạy đi tìm đối thủ. Trên đường đi tìm đối thủ thì Bình đã nhận nhầm người, gây tai nạn giao thông, đánh người
người điều khiển xe mô tô ở đường, làm một người chết và một người bị thương nặng. Sau đó thì đàn em của Bình Nghiện ra đầu thú. Bình thì lẩn trốn nhưng bị cơ quan công an điều tra bắt sau đó. Đàn em của Bình kể rằng Bình Nghiện luôn tự hào là dân anh chị đất cạn thứ thiệt. Bình thích biệt hiệu là Nghiện bởi nó gắn với hai thứ mà Bình rất kiện, đó chính là chém giết và gái. Khi ở Hải Phòng thì cứ nhìn thấy cô gái nào xinh xắn, trắng trẻo thì Bình tiếp cận bằng được để tán tỉnh. Bình được đánh giá là tên dài gái trong giới giang hồ đất cạn cùng thời. Chỉ cần cô gái nào xinh xắn, trắng trẻo, nói vài câu ngọt ngào là Bình cho hết, không cần biết đến ngày mai. Đệ của Bình còn tiết lộ thêm rằng Bình có hẳn một bộ sưu tập các cô gái xinh xắn, chơi bời, cũng có, mà con nhà lành thì cũng có. Có nhiều bộ vậy, nhưng tên tội phạm này luôn muốn làm của riêng, cô nào lén bén là hắn xử lý ngay. Nên phần lớn các cô gái đã bị Bình yêu là không dám phản bội hắn, trừ trường hợp Bình tuyên bố biến đi cho rảnh mắt thì được tự do. Còn không thì hình phạt đối với kẻ phản bội của Bình được cho là rất tàn độc. Khi Bình nam tiến thì Bình cũng có ít nhất là hai chân dài đi theo. Thời kỳ đầu vào Sài Thành thì còn khó khăn, một chân dài đã bỏ Bình đi theo kẻ khác. Khi đã lấy được danh tiếng, Bình trả thù chân dài đó bằng cách cho người suốt ngày bám theo mà không cần đánh chửi gì. Sau đó thì có thông tin ả này bị trầm cảm phải nhập viện tâm thần, chẳng biết thực hư thế nào, song đòn thù của giang hồ quả thực là rất tàn độc. Thu phục giang hồ đất Bắc ở Sài Thành. Dung Hà chết, Nam Cam bị tử hình, làm cho giới giang hồ Sài Thành hỗn loạn một thời gian dài. Đám giang hồ đất cạn ở đây không bỏ qua cơ hội đó nên liên tục dậy sóng với tất cả các nhóm giang hồ đất Bắc, giang hồ Sài Thành và các vùng lân cận để khẳng định được thế mạnh số 1 trong lịch sử tội phạm băng nhóm ở Sài Thành thế kỷ thứ 21 đã ghi nhận những tên giang hồ ở mọi miền về với những trận hỗn chiến kinh hoàng. Những cái tên mà chỉ có dân xã hội đen mới biết đó là Tú Sủi, Trà Hinh, Chung Con, Thắng Chập, Ánh Thiệp, Trà Hinh v.v. luôn là tâm điểm của các cuộc dằn mặt phô trương thanh thế. Một trong những giang hồ đất Bắc không phải gốc Hải Phòng nhưng cũng nổi ở Sài Thành đó chính là Lại Văn Vân, từ là Quân Hấp. Sinh năm 1970, quê Nam Định, Quân Hấp có 10 tiền án tiền sự về các tội như là tàn trữ trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản. Vì cùng quê với Thắng Chập nên là Quân Hấp giống như Thắng Chập từ hình thức cho đến cách hành xử giang hồ đến mức kinh hoàng. Vào tù về tội trộm cắp, khi ra tù thì Quân Hấp thấy giang hồ đất cảng tràn ngập Sài Thành. Nhưng vì muốn tiếp tục hành trình lấy số má, đàn anh Thắng Chập còn gian dở nên là Quân cho rằng đụng độ với giang hồ đất cảng là cần thiết và ra sức chuẩn bị cho cuộc huyết chiến xảy ra. Thế nhưng đại diện cho giang hồ đất cạn ở Sài Thành đã lên tiếng trước rằng muốn hùng cứ một thành phần lãnh địa nào đó về dưới trướng giang hồ đất cạn, học làm giang hồ trước đã. Quân Hấp biết đó nhưng không phải là lời nói suông nên đành chấp nhận theo sự sắp đặt của số phận. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.